hướng dẫn cách tiêm insulin bằng bơm kim thường. Insulin thường được tiêm dưới da, bạn chỉ cần dùng tay véo nhẹ một phần da, sau đó bơm thuốc vào vị trí này. Thuốc tiêm insulin đều được bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh. Trước khi tiêm, hãy lấy thuốc ra ngoài và để về nhiệt độ phòng nhằm tránh bị đau khi tiêm. Bạn cũng có thể lăn nhẹ nhàng lọ thuốc tiêm vào lòng bàn tay. Trước khi bắt đầu, hãy rửa tay thật sạch bằng xà phòng. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết trước khi tiêm. Xác định vị trí tiêm insulin. Vùng cơ cánh tay, bụng, mông, đùi là những vị trí tiêm insulin an toàn. Cần đổi chỗ vị trí tiêm insulin liên tục để tránh biến chứng loạn dưỡng mỡ. Chuẩn bị bơm tiêm. Bơm tiêm thường được chia vạch sẵn và chỉ lấy đủ lượng insulin cần thiết. Nếu lấy thừa lượng insulin, bạn sẽ phải bỏ đi. Bắt đầu tiêm. Dùng tay mở nắp lọ thuốc. Sử dụng giấy lau chứa cồn 70 độ, lau nhẹ đầu lọ thuốc. Tiếp theo, cần kiểm tra bơm tiêm xem piston có hoạt động tốt không. Nhìn trước vạch chia ml trên bơm kim tiêm. Tháo vỏ bơm kim tiêm và lấy thuốc. Hãy rút ngược lọ insulin, tay cầm kim tiêm kéo nhẹ piston để hút insulin vào bơm. Sau đó, bạn cần đẩy nhẹ piston để đưa lượng thuốc thừa vào lọ nhằm đẩy bọt khí. Lặp lại thao tác và lần này chỉ lấy đủ lượng insulin cần thiết. Dùng bông có thấm cồn 70 độ lau sạch vùng da cần tiêm. Dùng ngón cái và ngón trỏ kéo nhẹ phần da, không nên kéo quá mạnh. Đâm nhẹ và dứt khoát lên vùng da vừa kéo, không nên đâm quá sâu, kim tiêm cần chếch một góc 45 độ. Đẩy nhẹ nhàng piston cho đến khi hết insulin và kéo kim tiêm ra ngoài. Bỏ kim tiêm vào thùng rác, thu dọn vật dụng tiêm. Cuối cùng, hãy cất lượng insulin còn thừa vào ngăn mát của tủ lạnh. Từ lâu, tôi vẫn sống hòa bình với bệnh tiểu đường. Nhờ thường xuyên sử dụng hộ tăng đường. Hộ tăng đường giúp tôi phòng và cải thiện biến chứng. Hộ tăng đường, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường. Hộ tạng đường, bảo vệ tạng trong bệnh tiểu đường. Đừng để biến chứng tiểu đường trở thành gánh nặng của bạn. Đông Tây mang lại niềm tin, sức khỏe.